Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hantai Channel. Hôm nay các bạn leo lên được lớp mấy rồi? Hantai thì hiện tại đang nằm ở lớp 12 và nó 5 nha. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là đi thu hoạch thức ăn các bạn à. Anh em nào mà chưa biết cách làm nhiệm vụ, các bạn có thể ghé vào trang web của mình là hantaichannel.com nha. Link mình để bên dưới phần mô tả của video. Và Hantai có hướng dẫn các bạn cách để làm nhiệm vụ ở cái trang web của mình hết rồi ha. Các bạn cứ việc ghé vào xem. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nhẹ nha mọi người. Lần này chúng ta sẽ đến với khu vực Arena. Wow, khu vực này thì tổng hợp khá là nhiều cao thủ nha. Lần này thì anh em mình sẽ đến với là... mình sẽ cho cái con... đây, bé này cho nó ra ngoài đi cho nó ngầu nha. Let's go. Đầu tiên thì anh em mình gặp phải nhân vật đó chính là Titan các bạn ạ. Bé này thì có khả năng hút máu. Tiếc cho bé ấy đó là anh em mình kích hoạt được tuyệt chiêu miễn nhiễm sát thương. Mình sẽ không lãnh bất kỳ cái lượng sát thương nào đến từ tem bạn. Và nhân vật Macaron Gold của chúng ta sẽ ra để đảm nhiệm cái nhiệm vụ gọi là gánh tem nha. Căng nha. Lần này thì đang có sát thương nhân 2. Nên mình vả thử một cái coi ra sao nha. 177 canh. Tầm này thì cho bé trâu đi các bạn. Lắm. Rồi, vô kèo ha. Trở lại thêm một lần nữa. Nó hút máu các bạn ơi. Ca này khoai nha. Mình cũng chơi hút lại luôn nè. Rồi, full cây. Pha này quýnh cả ba thành viên đi, kèm theo đó mình búp một ít máu cho cái thành viên bên trong. Rồi, bé yêu tiếp theo. Wow, con này sát thương nhân 2 với mình các bạn à. 36 kế là phải tranh thủ chạy là thượng sách luôn ấy. Một chiêu được 94. Con này đam hơi to đấy. Rồi lần này anh em mình chơi, ôi trời búp máu, chưa búp máu nó chưa kịp hồi luôn. Rồi, cho bé Khamas ra búp máu đỡ vậy. Ôi nó không kích miễn nhiễm sát thương cho anh em mình nữa rồi. Lần này thì phải dựa vào bản thân thôi. Lắm. Không đủ đam luôn các bạn ơi. Đây, pha này thì sẽ đến với Macaron Gold. Wow. Ui, ca này hơi khoai nha. Bé này là Titan các bạn. Titan còn Mitsikas nữa. Ok, cho chiến thần của chúng ta ra tranh thủ lụm nhẹ một cái cho vui nha. Rồi, victory luôn. Đây, ổn nha mọi người. Chỗ này thì tem bạn có hai con Heroic và một con là nữ hoàng. Bé nữ hoàng này thì cái khả năng mà giật đam của nó nha các bạn, cái chiêu mặt trăng á, nó có thể quýnh xuyên giáp của thành viên này luôn ấy. Anh em mình có kích hoạt miễn nhiễm sát thương thì nó cũng quýnh xuyên được luôn. Wow, mới vô thì anh em mình đang được sát thương nhân 2 với cái bé nữ hoàng này. 167. Rồi, ca này thôi mình sẽ chạy. Cho nó hút máu mình luôn kìa. Tính toán cẩn thận lại xíu mới được. Rồi, búp máu trước cái đi. Đó, sau đó thì anh em mình sẽ bật. Nó xài chiêu giật đam với mình kìa. Cây nha. Rồi, để mình xem coi cái con nữ hoàng này nó cầm cự được bao lâu. Đổi người. Đây, trở lại thêm một lần nữa. Căng nha. Nó chơi hút máu luôn. Mình đang có sát thương nhân 2 và lần này thì không tha cho bé này được rồi. Wow. Ca này thì cũng khoai đây, anh em mình đang được x2 nhưng mà nhân vật này thì hoàn toàn được các bạn ơi, một phát full cây luôn. Rồi, tầm này thì tem bạn nó đắm đuối với mình lại rồi đây. Đó, phải suy tính hết sức cẩn thận nha mọi người, vì tem bạn nó có khả năng hồi sinh.
Wow, lần này thì sẽ đến lượt là Kamas lượm luôn. Đó, tiếp theo thì đến với cái bé này. Ôi, anh em mình kích miễn nhiễm luôn rồi. Wow, sát thương được tăng lên tới 375.000 các bạn. Quá ghê gớm nha. Wow, tiếp theo thì có một con Heroic, một con Macaron và một con Legend. Tầm này để anh em mình tính toán thật là kỹ lưỡng nha. Sát thương nhân 2 đến từ bé trâu mũi khoan. Ôi, tên bạn nó không có đam với mình mà mình được đam với tên bạn, quá lợi thế rồi. Đây, tầm này thì anh em mình sẽ tính tới cái việc gọi là quýnh cả ba thành viên. Đó, ổn nha. Bé này thì, ui, con này nó ít hai sát thương với mình nè các bạn. Phải tìm cách trị con này mới được, chứ con này nó vả một cái là rất là thốn máu luôn á. 143 căng nha. Hai chiêu của anh em mình đều bị ấy hết trơn rồi, tính toán làm sao bây giờ? À, không sao, con này lượng máu của nó cũng không có nhiều lắm. Khoai á là cái con trùm cuối này đây. Ôi, kích miễn nhiễm rồi. Tầm này thì anh em mình bật được khả năng hút máu rồi các bạn à. Đây, lần này thì ma cà rồng của mình được búp thêm một cái nữa. Hai thành viên bên trong cũng được hưởng xoáy luôn. Wow, hai chiêu xả hết trơn rồi. Ôi, kích miễn nhiễm sát thương rồi. Rồi, pha này thì anh em mình... Ui, cho miễn nhiễm nữa luôn các bạn ơi. Ngon lành ha. Rồi, victory, qua được một cửa là thấy mừng rồi đó nha. Đây, chỗ này thì anh em mình ra nghía nhẹ cái. À, đi thu hoạch các bạn ơi, nhiệm vụ quan trọng mà quên hoài. Rồi, tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với cái khu vực arena và múa rìu qua mắt thợ. Để xem coi. Wow, Kamas 70. Ôi, 60 chứ. Thôi né. Mấy con này quýnh mệt mỏi lắm. Mấy con Kamas mình nói thiệt với các bạn là quýnh rất là mệt mỏi luôn á. Nó khoai kinh khủng luôn. Không phải khoai thường đâu. Rồi, như các bạn đang trông thấy nè, các bạn thấy mình bật cái chiêu này mà mình quánh á thì thôi rồi, hỏi ôi luôn á. Đây, miễn nhiễm sát thương nữa nè. Đó, tên bạn mà nó cứ dày với mình hoài thì làm sao mình đánh nổi đúng không các bạn? Mà gặp ngay cái đội hình nó ngang cơ với mình nữa. Đó. Rồi, victory ha. Wow, lần này thì chạy ra thu hoạch cái nữa các bạn ơi, tranh thủ ha. Ôi, không ra được chiếc búp nào luôn ấy. Rồi, tiếp tục nha. Vô keo. Để xem coi ca này ổn không. Sói Bá Vương Mít in Việt Nam nha các bạn. Bên em mình đang x2 nè. Wow, con này máu nó trâu thiệt chứ. Rồi, bây giờ thì sẽ chuyển sang cái bé này. À, 30%. Wow, pha này bật thêm cái hút máu nữa. Rồi, ổn luôn. Anh em mình sẽ chơi búp máu nha các bạn. Đây, búp cho cái con bên trong một ít. Đó. Để cái thành viên này có ra nó xài chiêu quýnh cả ba thì anh em mình vẫn còn cầm cự được. Tầm này là phải chờ cho cái bé của mình nó hồi chiêu. Ui, mấy con này máu nó trâu thế nha.
Wow, 230.000 luôn. Ôi, chiêu hồi chưa? Ôi, chiêu hồi lại được một rồi nè. Ôi, chưa nó quýnh rồi là siết tài luôn ấy. Ây, cha cha. Không ổn tí nào nha. Chờ búp máu một cái đi. Ồ, nó không miễn nhiễm các bạn ơi. Chi nó kích miễn nhiễm anh em mình còn đỡ đỡ được chút xíu. Cái này nó không kích miễn nhiễm sát thương mới đâu. Rồi, pha này thì mình bật cái hút máu lên và... Ôi, nhưng mà tem bạn nó trở lại thêm một lần nữa thì nó lụm mình luôn rồi còn đâu. Ôi, ngán nhất là khả năng này á các bạn. 130 mấy ngàn. Anh em mình mất hết... Rồi, pha này thì cố gắng thôi chứ biết sao giờ, bây giờ mình còn 3 nhưng mà cái con này thì ma cà rồng nữa. Ôi, nó quýnh cả 3 thì thôi rồi, rồi. Nó xóa sổ luôn một thành viên của team mình rồi. Ôi, tầm này thì đánh đấm kiểu gì đây các bạn ơi. Mình thiệt tình là không biết đường đỡ luôn ấy. Bật cái này để tăng khả năng miễn nhiễm sát thương lên. Rồi, lần này thì được miễn nhiễm rồi các bạn. Lần này thì anh em mình được miễn nhiễm và mình xài cái chiêu rồi xài chiêu đặc biệt luôn. 186. Ôi lên dễ luôn rồi. Bây giờ thì cố gắng hết sức thôi. Một con này nó trở lại một lần nữa. Phải chi cái con ma cà rồng của mình nó còn thì anh em mình đỡ quá này nó. Tên bạn nó khôn quá, nó ra nó xóa sổ liền luôn ấy. Ôi, nó còn trở lại thêm một lần nữa mới đau. Ây cha, cày quá các bạn ơi. Không đỡ nổi. Rồi, anh em mình ra ngoài nha, ra thu hoạch nhẹ cái đã. Lần này thì ra thu nhưng mà nó vẫn không cho anh em mình được cái nào luôn ha. Khu vực này thì sao nha. Ôi, 5 viên game hoặc là 45 phút nữa nè. 45 phút nữa anh em mình mới có thể quánh trong đây. Ok, lượm luôn đi ha. Đây. Action. Rồi, vô thể hiện kỹ năng rồi cho vui. Ôi, xài chiêu quýnh cả 3 con cùng lúc cho nó ngầu đi nè. Đây, lên dĩa nha. Victory. Wow, tiếp theo thì anh em mình còn 3 lần nữa và 8 tiếng nữa thì anh em mình mới vào đánh được nha. Ở đây thì nó còn tầm khoảng 10 giờ 19 tiếng. Ui, nếu mà thiếu thì chắc có lẽ là hắn ta phải sử dụng tới game thôi. Anh em mình phải chừa một ít game để có thể lấy được cái con cuối cùng nha các bạn. Con cuối cùng này. Rồi, và các bạn anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho hắn ta một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.